Tài xế ô tô vớt phát xăng đến dọc cuối cùng. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi đổ xăng cho ô tô. Người này dùng tay lắc mạnh từ ống dẫn đến vòi bơm xăng để không bỏ phí giọt xăng nào. Clip được chia sẻ với dòng trạng thái vớt phát được giọt nào, quý giọt ấy các cụ ạ. Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác chia sẻ từ cư dân mạng. Giữa thời buổi xăng liên tiếp tăng giá kỷ lục, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người đàn ông trong clip bằng những bình luận hài hước. Clip hài nhưng cũng đúng, giá xăng đang cao quá mà. Xăng dầu đang lên giá, phải làm vậy mới được. Kinh tế khó khăn, xăng đang tăng lên nhiều, cái gì cũng phải tiết kiệm. Bên cạnh đó, trên nhiều hội nhóm, nhiều người cũng đã bàn tán chuyện hậu tăng giá xăng. Theo đó, nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó có nhiều người đề xuất là mua xe đạp thay vì đi xe máy. Tuy nhiên, điều này có vẻ không khả thi vì không phải ai cũng đi làm ở công ty gần nhà. Các xe tải, xe khách, xe đi đường dài còn khiến các bác tài đau ví hơn. Tuy nhiên, vì công việc, nhiều người đành cắn răng chịu đựng khi giá xăng tăng.